Hello mọi người, hôm nay mình có 3 chiếc áo mới giá siêu rẻ, cực xinh, đơn giản, tiện lợi. Siêu phẩm đầu tiên là một em áo sơ mi crop top dáng dài tay. Các bạn nhớ phải lưu ý kỹ về size số nha. Bé này mình mặc size M, chất vải rất là dày dặn, áo có túi lớn trước ngực này. Phần kẻ dọc là màu xanh đen nha. Chiếc áo thứ hai gần đây mình thấy có rất nhiều bạn mặc luôn ý. Chất bé này cực kỳ mát luôn, mà nó là kẻ dọc màu trắng, không hiểu sao quay lên cứ bị hồng hồng ấy. Thiệt là bực bội. Tới chiếc áo thun cuối cùng đây. Chất liệu cũng cực kỳ mỏng mát, form áo basic nhưng lên dáng rất xinh. Quan trọng là giá rất học sinh sinh viên. Bây giờ mình sẽ lưu ý cho mọi người về size số đây nè. Đầu tiên này mình mặc size M nha. Nếu thích mặc ôm hơn thì có thể lựa size S, nhưng mà mình thấy rộng đẹp hơn. Đây chắc chắn là ba cái outfit đơn giản và back to school. Nếu như được quay trở lại thì mình sẽ mặc như thế này. Chiếc thứ hai thì mình mặc size S nha. Còn áo thun cuối cùng này là mình mặc size M, bởi vì mình thích mặc rộng ấy. Tuy basic nhưng mà nếu phối đồ lên thì xinh lắm ấy. Lại là mình và những chiếc áo crop top xứng đáng 10 điểm đây. Chắc chắn là sẽ có gu các bạn ở trong này. Chiếc đầu tiên là dành cho bạn nào thuộc gu bánh bèo này. Em trễ vai này là một cái tông màu xanh biển sáng da cực kỳ. Chất liệu kiểu vải voan ấy. Rồi có mấy cái cục bông này đáng yêu xỉu. Ai thích áo crop top cute nào? Ở đây có nguyên cái chữ cute cho mọi người luôn này. In nổi lên trông xinh lắm. Còn bạn nào theo trường phái thích áo crop top đơn giản thì đây mình giới thiệu cho em này nha. Chất liệu kiểu dáng không chê được vào đâu ấy mọi người, mà lại còn cực kỳ dễ mặc nhá. Chiếc cuối cùng đây dành cho những bạn nào mà thích hách tuổi nha. Áo crop top có phần buộc dây ở phía trước. Họa tiết kẻ caro với trái cherry trông cute nhỉ. Tất cả 4 chiếc này mình đều mặc size S hết nha. Đây không biết có gu của mọi người ở trong này không, chứ mỗi lúc mình thấy mình thích một kiểu ấy. À thì đương nhiên áo crop top lúc nào cũng phải có trong tủ đồ của con gái rồi. Chất lượng thật, đặc cũng hạt rẻ học sinh sinh viên lắm. Nếu mà các bạn add social vào thì có mà còn rẻ hơn nữa ấy. Các bác tìm từ khóa Lovito KOL để có thể tìm thấy nhiều social hơn nha. Chúc mọi người mua sắm được nhiều với giá cực rẻ.